Dạ, xin chào tất cả bạn. Thì tôi ủng hộ Thủy Tiên và Công Vinh đi làm từ thiện, vì là từ trước ngày nay tới giờ thì Công Vinh và Thủy Tiên đã làm từ thiện rất là nhiều và có rất nhiều những uy tín. Ví dụ theo tôi được biết là Thủy Tiên và Công Vinh đã làm từ thiện ở những cái tỉnh miền Tây, đã xây cầu cho bà con ở một số tỉnh miền Tây. Cho nên là Thủy Tiên và Công Vinh đã có một cái sự uy tín nhất định nào đó. Do vậy cho nên là cái đợt mà bão lũ vừa rồi, thì khi mà Thủy Tiên đang lũ lụt ở miền Trung, thì Thủy Tiên trực tiếp ra ngoài đó để Thủy Tiên làm cái vấn đề từ thiện. Cho nên là Thủy Tiên được rất nhiều cái sự ủng hộ của những fan hâm mộ của Thủy Tiên, và kể cả những fan mà không hâm mộ. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì nói chung tôi chỉ biết là Thủy Tiên và Công Vinh, và thậm chí tôi cũng biết nhà Thủy Tiên Công Vinh ở bên quận 7 đó. Thì chính thức là gia đình tôi cũng ủng hộ Công Vinh và Thủy Tiên. Thì một tí xíu ở đây tôi nhấn mạnh với tất cả các bạn là tôi ủng hộ cái chuyện mà Công Vinh và Thủy Tiên đi làm từ thiện. Không ở đây hôm nay, nhưng mà có một cái vấn đề hôm nay là có một cái vấn đề như thế này, là Thủy Tiên và Công Vinh đi làm, tức là khi đi làm từ thiện ở miền Trung, có một cái xã và cái thôn nào đó thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thì Thủy Tiên cũng rất là hay, là cái đợt này á, thì cũng rút kinh nghiệm. Mà từ đợt trước thì Thủy Tiên khi đi đến đâu thì Thủy Tiên muốn làm cái từ thiện ở một cái vùng nào đó, thì là các bạn ấy cũng liên hệ với lại chính quyền địa phương và nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ. Thì tất cả các bạn xem lại những cái clip mà Thủy Tiên đã livestream lên, thì trong cái đợt hai này thì Thủy Tiên đều nhờ những chính quyền địa phương giúp đỡ về vấn đề từ thiện của mình. Thì có một cái vấn đề như thế này, tức là khi Thủy Tiên và Công Vinh làm từ thiện ở một cái thôn thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì tức là Thủy cái ở trong thôn đó thì hình như là có cỡ khoảng độ 6-9 hộ, mỗi hộ cỡ khoảng độ 6 triệu gì đấy, tổng cộng là 414 triệu. Thì lần này Thủy Tiên phát tiền cho tất cả hộ. Thì những cái hộ mà ở cái thôn đó đưa cái tức có một cái phiếu ghi, thì là Thủy Tiên sẽ phát cho. Nhưng có một cái chuyện mà khi mà Thủy Tiên đi phát cho một nơi khác, thì có một tài khoản tên là mà Thu Hằng gì đấy có đăng lên là khi Thủy Tiên đã đi rồi thì cán bộ thôn thu lại cái tiền của những người mà Thủy Tiên đã phát cho đấy, đã cái cứu trợ. Thì là tôi thấy là dân mạng, và nhất là bọn bao que, chúng nó xuyên tạc rất là nhiều. Vâng, không, ở đây là cái sự việc nó mới mới vừa rồi, cho nên là nếu mà bạn mà cảm thấy bạn phản đối hoặc bạn không thích nghe thì xin mời bạn out ra. Cho nên là cái vấn đề này mới thành công. Nhiều bạn, tôi thấy là nhiều bạn bạn không không biết, thành công tôi phải nói. Thì cán bộ thôn thu lại, đấy là tôi trình bày sự việc nhé. Sau khi cái tài khoản có một cái tài khoản Facebook mà đã đăng, là Thủy Tiên nói chung là cũng có like và cũng nói chung là theo tôi nghĩ rằng là Thủy Tiên có nói, thì một lát nữa thì tôi sẽ phân tích cái tôi cũng nói qua thôi, chứ mình không phải là mình phân tích. Và cái sự việc này khi mà một số cái bạn mà ở trên mạng Facebook đã phản đối rất gay gắt cái chuyện mà cán bộ thôn thu lại số tiền mà của 69 hộ hộ này ấy, thì một số bạn ở trên Facebook các bạn ấy miệt thị một cách ghê gớm. Vâng, nói là coi như là cán bộ thôn đã thu tiền của những người nhận cái phần quà cứu giúp của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên. Sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khi mà nghe tin đó đã thu lại, tôi chỉ nói cái hiện tượng thu lại cái số tiền này đấy, ở ở cái ban gọi là ban trị sự của học ban chấp hành của cái thôn đó, và trả lại đấy, mỗi 69 hộ, mỗi hộ hình như là có 6 triệu. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, các bạn phản đối thì các bạn phải tìm hiểu cho nó rất là kỹ về cái nguyên tắc, về nguyên lý. Thì khi mà nhận được tiền từ thiện của Thủy Tiên
nếu các bạn không tìm hiểu kỹ thì là cán bộ thôn không được thu lại, không được thu lại, và người nào nhận là ok. Nhưng tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ là ở sau khi tìm hiểu thì ở cái thôn này người ta có một cái quy ước này, cái thôn này là một cái thôn mà ở cái vùng trũng, rất trũng, mà ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì hầu như là khi mỗi mùa lũ lụt ấy thì những cái thôn này đều được, đúng không, không gọi là ban vận động cũng không phải, gọi cán bộ thôn thì cũng có một, cũng khoảng 3-4 người thôi, thì người ta thì cái thôn này đều, ví dụ là đều được những cái nhà hảo tâm người ta tặng. Thứ nhất là những cái hộ trong thôn đều được tặng, thứ nhất là quà bằng những cái hiện vật, ví dụ mì tôm hoặc là bánh trái hoặc là quần áo nọ kia, và ngoài ra còn có tiền mặt nữa. Thì mấy cái người á mà ở thôn người ta họp, người ta có quy định như này, nếu mà về cái hàng hóa thì nọ kia thì thôi, không có cái vấn đề gì cả, nhưng đối với tiền mặt thì người ta sẽ ở thôn người ta sẽ thu lại, và sau đó người ta có họp họp thôn và bình bầu xem ai khó khăn thì mình được nhiều một tí, mà ai đỡ khó khăn thì được ít một tí xíu, mà ai không khó khăn thì thôi. Đó là cái gọi là cái hương ước của một cái làng quê. Nếu mà các bạn sống ở một cái làng quê thì nó có một cái hương ước nào đó, nó không có theo một cái gọi là cái chuẩn mực nào cả, đúng không, gọi là ban cán sự là đúng, tức là nó không theo một cái chuẩn mực, không theo một cái pháp luật nào cả, nhưng mà cái hương ước theo tôi nghĩ gọi là cái quy định của những cái thôn đấy là chính xác, vì người ta ở những thôn đấy bà con sống tức là nó sẽ gần gũi với nhau, đúng không, thì có cái tức là chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Ví dụ người ta không có cái từ thiện đó thì ví dụ như lá lành đùm lá rách ngay cho bản thân trong những cái thôn đó. Tôi nói với tất cả các bạn đấy, tôi là người sinh ra ở nông thôn mà hiện nay tôi về quê rất nhiều, cho nên là ở những cái vùng nông thôn và những nhất là những cái thôn đó, thì người ta có những quy định bất thành văn, không thể là ví dụ là không có một quy định, không có một cái pháp luật nào cả, nhưng cái quy định bất thành văn đó rất là đúng, tôi nói các bạn thấy rất là đúng đấy. Một lát nữa tôi mới kể một số cái quy định của cái thôn tôi đấy, để cho các bạn nghĩ. Cho nên là ở đây một số bạn không tìm hiểu đến nơi đến chốn, bắt đầu các bạn chửi cả lên, bảo là hiện nay có những cái thôn đó cán bộ thôn rồi ăn chặn tiền rồi thu rồi bắt đầu chia nhau, tất cả thứ. Các bạn bất kỳ các bạn nói cái vấn đề gì các bạn phải tìm hiểu cho một cái kỹ càng. Thì ở đây tôi cũng nói là ví dụ như Thủy Tiên và Công Vinh, bây giờ tất nhiên là các bạn hiện nay các bạn kêu gọi được cái số tiền cũng rất là lớn, mà bây giờ các cộng đồng mạng hoặc các cộng đồng thì người ta rất để ý đến các bạn, cho nên mỗi cái sự phát ngôn của các bạn theo tôi nghĩ các bạn rất cẩn thận. Tôi nói cho các bạn này, cái dư luận xã hội sẵn sàng người ta đưa các bạn lên mây xanh, và cũng cái dư luận xã hội đấy sẵn sàng đưa các bạn xuống dưới, gọi xuống dưới đất. Cho nên là nhiều khi các bạn nói chung là cái phát ngôn của các bạn thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn nên cẩn thận một tí xíu đấy. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp của MC Phan Anh cách đây năm 2016 thì phải, đúng không, đầu tiên là ví dụ như cái cộng đồng coi như là ở nước Việt Nam hoặc là tân gọi Phan Anh lên, đúng không, nhưng mà khi mà Phan Anh làm những cái ví dụ như bây giờ không biết là cái số tiền đấy như thế nào. Bây giờ trước kia thì người ta bảo cái này ông Phan Anh là phải bầu ông làm thủ tướng thế này khác, nhưng bây giờ các bạn có thấy Phan Anh như thế nào không? Cho nên là mình không nói cái trường hợp coi như là Thủy Tiên và Công Vinh như Phan Anh, nhưng mà tôi nói có một cái rất hay các bạn để ý là Công Vinh và Thủy Tiên cái đợt đầu thì các bạn ấy đi làm từ thiện một cách trực tiếp, nhưng mà cái lần thứ hai đấy các bạn đi gọi là giúp đỡ những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, các bạn giúp đỡ bằng tiền, các bạn đã kết hợp với lại địa phương để cho đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, và nói chung với cái tiền bạc mà ví dụ những người mà nhờ các bạn đi
để các bạn có thể giúp đỡ đồng bào miền Trung, thì những cái đó là các bạn đã đưa đến tận tay những người nào có cái hoàn cảnh khó khăn nhất đấy. Chứ còn bây giờ tôi nói với cho tất cả các bạn này, cái chuyện cái thôn đấy về cái mà bây giờ nhá, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình hoặc ở cái huyện Bố Sạch đấy thu lại tiền của cái gọi là ban cán sự thôn để mà trả lại cho 69 cái hộ dân được phát. Tôi nói các bạn còn có cái nhiều, đúng không, còn có cái nhiều khúc mắc ở trong cái thôn đó. Mọi việc đấy tôi nghĩ rằng là ở cái làng quê như thế là cũng chưa xong đâu. Rồi là trong cái thôn đấy là bà con nó đã xì xèo nhau, đầu tiên là người ta đoàn kết nhưng chỉ vì là cứ có hơn 400 triệu đấy, bây giờ người ta lại mất đoàn kết nữa. Cho nên là tôi mong là những cán bộ thôn đó và những bà con mà ở cái những thôn đó cũng chẳng, ví dụ là nhà nước khi bà con gặp khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ bà con bằng nhiều các cách khác nhau. Cho nên cũng chẳng vì là ví dụ mỗi 69 hộ dân đó mỗi hộ được 6 triệu chẳng hạn, thì là không phải vì thế mà bà con mất đoàn kết. Theo tôi nghĩ là như thế. Còn bây giờ như thế này, đấy, tôi sống ở quê thì là tôi biết, nói chung là mỗi cái làng quê nó có một cái những cái quy định mà nó bất thành văn, không có một pháp luật nào mà gọi là ấy được. Ví dụ như ở tỉnh Nam Định, chắc các bạn đều biết, ví dụ quê tôi ở Nam Định, mà nhất là tôi không biết là có phải cả tỉnh hay không, nhưng ở dưới huyện tôi trước kia có cái chuyện mà ví dụ là ăn cỗ lấy phần đấy, tất cả các bạn biết rồi, ăn cỗ lấy phần đúng không, ở Nam Định mà nhất là cái vùng quê Hải Hậu tôi, thì ở đây là thấy là cái đấy là cũng ví dụ những có cái người mà ví dụ người ta nói là cái đấy là cái nét đẹp văn hóa nó để từ ngàn xưa để lại rồi đó. Nhưng mà ví dụ nó là trước kia thì ok, nhưng bây giờ tôi nói với tất cả bạn, đời sống của những người dân hiện nay người ta có một cuộc sống nói chung là cũng rất là tốt, cũng không phải là một năm được một miếng thịt miếng xôi. Ví dụ như trường hợp tôi ngày xưa tôi sống ở quê chẳng hạn, mà bây giờ nói chung cái chuyện thịt xôi cá hoặc cả giò chả nọ kia thì ở những cái cuộc ở bây giờ thì nói chung là nó cũng chả có cái, nó không thiếu thốn gì cả, nói chung nó là một cái bữa ăn bình thường đó. Cho nên là ở làng tôi tức là có cái chuyện này, tức là sau khi mà xét thấy là như thế là nhiều khi nó làm cỗ, nhất là cỗ cưới, tôi nói các bạn chủ yếu là cỗ cưới nó rất là phí, mà nhiều khi mang về cái miếng giò để lẫn với lại thịt gà hoặc để lẫn nọ kia thì nói chung là trông nó không được vệ sinh cho lắm. Về thai là nhất là kiểu nó rất là phí đấy. Cho nên là ví dụ như cái xã tôi chẳng hạn, người ta quy định là nếu mà ai cưới chẳng hạn, cặp vợ chồng ấy khi mà đến đăng ký kết hôn thì phải đặt cọc cho xã 20 triệu. Nếu mà đôi vợ chồng ấy mà vi phạm, tức là ăn cỗ lấy phần ấy, thì nói chung là cái 20 triệu đấy xung vào công quỹ. Tôi nói với bạn nha, ví dụ như cái chuyện trường hợp ấy có phải là cái bản phân thân cái xã đó là vi phạm không, đúng không, có cái pháp luật nào quy định như thế. Nhưng mà thực tế tôi ấy, thì tôi cũng quan hệ với một số anh ở cán bộ xã, thì tôi hỏi mà từ hồi trước đến giờ thì đã có ai vi phạm chưa, hoặc là đã có thu cái 20 triệu đấy vào công quỹ chưa. Nhưng các anh bảo là nói chung là mình ấy thế thôi, nhưng mà mình chỉ gọi là làm vậy thôi, chứ còn cũng chưa ai mà bị cái việc phạt cái chuyện 20 triệu đấy mà xung vào công quỹ cả. Mà ví dụ như bà con quê tôi thì nói chung bây giờ người ta cũng thực hiện như tốt. Qua đây tôi nói với tất cả các bạn như thế này, những cái văn hóa ở làng quê ấy, hoặc là những cái quy ước chẳng hạn, thì khi ví dụ các bạn ở thành phố, nhất là các bạn trẻ chẳng hạn, thì các bạn cũng chưa thể biết được. Cho nên là muốn đưa bất kỳ một cái sự việc nào thì các bạn phải có cái nhìn nhận một cách xác đáng, xem cái ông cán bộ thôn đó, ông thu tiền của những cái người mà được Thủy Tiên Công Vinh giúp thì các ông ấy có tham ô số tiền hay không, hoay để làm gì. Mà chưa chi tôi thấy là các bạn, nhất là mấy thằng ba que coi như là nó chửi lên về trường ấy, bảo là nhà nước như là khi mà là người ta phát tiền ủng hộ người nghèo, bây giờ coi như nhà nước lại thu cái số tiền đó để mà chia nhau. Đây, đó là một cái rất là tai hại. Mà nói chung là Thủy Tiên thì cũng chưa có tìm hiểu một cách thấu đáo, tôi thông cảm cho bạn ấy thôi.
Rồi Trần Tân hôm nào đổi danh cái anh có nhiều tai nghe lắm này, đây này đó, đây là còn tai nghe nữa này. Một tai nghe này đây, còn tai nghe này nữa này đó, rất nhiều. Nhưng hôm nay anh chọn được một cái tai nghe như này, cho nên là cái chuyện này các bạn khi mà các bạn phát biểu một cái gì đấy hoặc các bạn muốn nói lên một cái điều gì đấy lên công luận thì các bạn phải tìm hiểu một cách rất là kỹ lưỡng đấy. Chứ bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, bây giờ ví dụ ở cái làng quê đó, ở cái huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đó, thì có khi là bà con lại mất đoàn kết, mất đoàn kết nó chỉ vì những cái này, tôi nói với các bạn thế. Cho nên là cái bọn ba que thì tôi không nói gì rồi. Ở trong những cái dịp mà cái đợt mà bão lũ ở miền Trung này, bọn ba que nó xuyên tạc tất cả mọi cái, không có cái gì nó xuyên tạc. Cho nên là ví dụ những cái gì chúng nó xuyên tạc thì mình biết thì mình phải giải thích cho mọi người. Giải thích cho mọi người biết. Nghe nhỏ à? Đúng rồi, Nguyễn Quý Hiệp, Hiệp nói đúng rồi. Cho nên là nhiều khi mình đừng có lên đấy thấy hiện tượng, mình phải hiểu, tìm hiểu một cách kỹ đúng không? Chứ bây giờ ví dụ là chỉ có mỗi cái chuyện mà bảo là cái cán bộ thôn đấy như là Thủy Tiên vừa đi cho nên đã thu quả cái 6 hộ dân đó, mỗi tức là phát từ mỗi hộ 6 triệu cho nó thu lại đúng không? Chỉ nghe đến đến đó thôi là coi như là các bạn đã lên mạng, các bạn chỉ lên. Ở đây các bạn vô tình các bạn đã coi như là làm cái cho cái bọn ba que đấy, bọn ba que mới bắt đầu nó xuyên tạc trong những cái dịp này. Tôi nói với tất cả bạn, trong cái đợt lũ này bọn ba que nó xuyên tạc được tất cả những cái ví dụ là mình, những cái cá nhân như là Thủy Tiên này, như là Thủy Tiên Công Vinh này, hoặc là Mỹ Tâm này, hoặc là các mà ca sĩ nổi tiếng đi làm từ thiện lại là chúng nó coi như tung hô lên những cái người này coi như là như thế này thế khác, mà qua đó chúng nó lại hạ bệ đấy, hạ bệ những tổ chức chính quyền. Nhưng các bạn đã biết trong trong cái dịp bão lũ này, bây giờ ví dụ cứu trợ ở Thủy Điện Rào Trang là những ai đúng không? Cái đợt bão số 9 này thì các bạn thấy là hiện nay ở Quảng Nam bao nhiêu điểm sạt lở làm chết rất nhiều người đúng không? Chỉ có những cái cán bộ chiến sĩ và những lực lượng chức năng và kể cả công an nữa, người ta coi như là vượt rừng. Các bạn hãy xem hình ảnh thời sự vừa rồi, các cán bộ chiến sĩ khi mà đường vào trong cái mà cái huyện Nam Trà My đó còn bị tắc, vừa mở đường còn một số thì đi đường bộ coi như là men trong rừng để mà đi để vào mà cứu kịp thời những cái người dân bị nạn ở Nam Trà My. Các bạn cái tôi nói chung là tôi nhìn những hình ảnh đó thì mình rất là xúc động đối với lại sự quả cảm của các chiến sĩ. Vâng, ở trong thời chiến như thế mà trong thời bình hiện nay mà những dân bị bão lũ thì các anh đã không quản ngại những khó khăn gian khổ và anh vào nơi để mà cứu những đồng bào. Thì vừa rồi đấy các bạn thấy không, ngay ở cái chỗ sạt lở lở đó hơn 50 người bị vùi lấp mà coi như là các anh cũng vào kịp thời cứu được, trước mắt cứu được 33 người đó. Đó một cái theo tôi là bây giờ coi như bọn nó cứ phủ nhận cái vai trò của chính quyền, chúng nó tâng những cái chuyện mà quả những tư nhân đi làm từ thiện. Bây giờ tôi hỏi các bạn, cái đợt mà Covid viết vừa rồi chẳng hạn đúng không, thì bây giờ ví dụ như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người, ví dụ mỗi người ví dụ như những người dân bình thường người ta nhắn tin đúng không, nhắn tin thì mỗi tin nhắn là 20.000 đồng chẳng hạn, thì các bạn không chỉ có hô hào ấy mà coi như là những cái người mà dân bình thường cái nhắn tin thì đâu có biết là ông A ông B ông C gì đâu, đâu có ai mà đánh bóng tên tuổi gì đâu, mà đã là mấy ngày đã là hơn 1.000 tỷ đồng đúng không? Đấy là những cái tấm lòng
quả những cái người dân khi mà gặp hoạn nạn.